Sao sao? Ý, đấy, con gì đây chúa đây? Biết ngay mà. Được chưa? Đấy, đấy một em nữa. Ui, chuối ấy trời. Đấy, đấy biết ngay mà có chuối mà. Thôi con này phải lội rồi. Yeah, còn con rùa to à to thế. Yeah. Rùa to chứ. Rùa to rồi các bạn ạ. Nhìn này. Chục con như này. Chà vá. Ôi chắc được cả cá này à? Cá này kích ở đâu? Ở đầu sông. Cá bò các bạn. Đấy. Nhìn này. Nước nó rút này xuống có nhiều chuối mới dô ta xuống. Chào anh em nhá. Hôm nay tôi lại quay anh em tôi cái cá ở ngoài đồng này. Hôm nay gặp đúng mùa nước cạn các bạn ạ. Đấy, dô ta đây đây. Đây các bạn này, dô toàn dô ta này. Rồi lục canh cho ngon. Anh thấy nó chạy hết vào trong giỏ nhỉ. Sống. Đây là con tên trên kia dồn phát vào góc kia này. Thế mới bảo đánh dồn nó lên. Nhìn nước sông đầy thế, con tôm càng to thế mà. Đấy, chạy. Ui, ở trong giỏ ấy. Ghê đây, trong giỏ nhiều tép thế. Mương này mưa hùng đại không vào. Hạnh. Không hạnh, không hạnh. Đấy. Đó còn sót con chép này nhỉ. Nó lên nó ngược lên. Giếc, 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 giếc. Giếc, như thế là giếc. Quay đình điễng. Úi. Đi này cá sộp nó chạy nhanh nó mới đẩy hết lên trên kia. Không toàn kèm đéo ai. Bèng. Dô ta liên tục nhỉ. Rồi, các bạn. Dô ta to. Ôi. Nó hóng cái nước chảy. Ôi, nặng quá. Đây giờ ra cái ủng đằng này các bạn ạ. Mùa này là mùa nước cạn các bạn. Cạn khô hết đồng rồi. Lại cho 5 phát nữa con chuối ở đây. Đúng chỗ hôm nọ. Ôi, con phì. Vừa được con rồi thôi. Ừ. Phải lắm thế. Vừa em đấy con vừa con đéo gì chạy đây. Tô tả. Đây thì con có con nào biết ngay đấy. Tô tả đấy. Đấy. À, mương. Bắt hết. Bắt hết. Này các bạn mương. Đông quá nhìn cái cá này. Đấy phi tôi tóm luôn. Bắt luôn. Chạy đây. Ôi, lên lên. Ôi, các bạn phi này. Phi mù mắt. Phi mù mắt. Không phải mù. Phi này, phi ngựa bạch. Nắng không nhìn thấy được. Không có trai về à? Anh nhìn gì cho hết điện nữa không? Xem lên từ góc trên này. Cái chỗ cái lạch mà hôm nọ ông cung ở trong cái chỗ đấy có con nào không? Đây, tô ta. Đâu, đấy, nó vẫn có tô ta đây. Mà không có con gì. Tô ta này nữa. Đây. Đấy, đấy, tô ta đây. Đấy, nhiều chưa? Đấy, tô ta luôn rồi. Ui. Toàn thô tà đấy, thế bảo nó dồn hết vào cái khe này mà. Đây nhá, các bạn này. Đấy, hai ăn thô tà này, vàng ươm. Ui, chuối ấy trời. Đấy, đấy, viết ngay mà, có chuối mà. Thôi, con này phải lội rồi. To, lông mà.
Lông xuống xuống, dí đi nó chạy mẹ. Chuối ta đấy. Chuối ta. Mẹ đang nào chả ướt. Giờ phát rồi. Ui ơi, các bạn. Nhìn này, con này mà kho tội thôi rồi nhỉ. Đây. Đây, ui. Sụt rồi. Sụt, anh cho bảo chỗ này nó sụt. Nhìn tao biết là nó sụt. Vật. Thời gian là nát hết xào mình, thời gian nát bét hết xào. Gãy. Cái đánh này nó tự mục. Người còn nát mà yêu đến. Không, dô ta mãi trong góc kìa. Trong kìa. Làm gì? Mãi trong kìa. Làm thảo lắm. Ui! Phi, phi. Anh dưới đây không có con cá chê đâu. Thôi. Chỗ này việc đếch gì. À thế ông bên này, ông bên này không phải của ông ấy. Cả em không có con cá chê. Đây. Ui. Ê, chuối, có chuối mà. Ông thọ ông xót chuối ở đây mà. Nắm cá ở lao xạo. Ừ, đấy, con gì đây chuối đây. Biết ngay mà. Được chưa? Đấy, đấy một em nữa. Bơm. Bỏ quá. Tầm này nó hay rút ở chỗ sườn sườn cỏ. Ui phi lên lo xa. Trong thế. Ôi con gì đấy. Chuối à. Phải không. Phải không. Phải chuối không. Nó rụng à? À. Mà nó rụng. Thấy không? Sâu này á. Ý là hàng vớ vẩn có cá chê đấy. Cái đấy sâu thế à? Chỗ xa lầy mà. Ừ. Ý đấy thôi. Kéo. Hồi nơi ba bắt ta. Các bạn ơi. Đây. Ây. Ôi sâu thế anh nhỉ? Nghe chứ không biết con cá chuối rồi. Không làm gì được. Chỗ này hôm nọ mình ngu đéo ra đây có lươn. Có. Chỗ lầy này hay có. Ôi được rồi. Hết rồi. Yếu quá. Ui tôm này. Ui. Ê, tôm nó rút hết vào trong cây hàng cây này nhỉ. Mát. Nó cạn rồi nó sợ rút rồi. Ê tôi cá đây, đây. Ô tôi đúng đây. Đâu đó nó còn mò được nó nhảy rồi nhỏ lắm lách tách luôn. Cái đấy đi được kiểm tra nữa mà bàn này nó lông. Cái này mua ở trên mạng sao? Ấy giếc á. Cái này. Trên mạng nó bán. Mất rồi. Đuổi nó góc kia thì mình chặn kích được đéo chạy. Ôm đây. Đó. Đây mình ấy dầm đất.
Đây đây đây. Này nó phải dài dài nó mới lên bờ. Má đầu cúng cho nước cúng. Đây 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 con tôm càng. Đấy đấy đấy. Đây tôm càng to tướng đây. Đâu? Đây 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 đây, cái gì đấy, gì đấy? Cái gì đấy? Đấy đấy. Đấy. Đấy, to tướng. Con to to tướng đấy. Thả cái dâu. Ờ đấy. Thả cái dâu. Đuổi hết lên trên. Giếc. Cá này lăn giòn này. Ô. Đã gần hết điện thì sao? Kêu khỏe. Đấy, phi đấy. Phi, à Dota. Dota. Bùn lâu ngày nó xa chưa? Càng lên lên càng lung. Ừ. Ý tôm càng ấy. Mấy con? Bỏ tôm càng bắt phi. À bắt ta. Tôm nhiều thế nó ra giữa lại hết này thì nào hớt đéo được. Ồ lắm Dota thế nhỉ. Đâu đây, đây, đây. Ở đây. Chạy ghê. Ôi sáng nó lủi đây. Bên nhà Thành Thạch không có. Đáng tinh. Yeah, còn con rùa to à, to thế. Yeah. Yeah, con rùa to thế. Rùa to rồi các bạn ạ. Nhìn này. Chục con thế này. Chà vá. Ôi chắc đã được cả cá này à? Cá này cái gì đâu? Ở đầu sâu. Bò. Cá bò các bạn ạ. Đấy. Nhìn này, thấy chưa? Ấy đi được một lúc rồi. Đủ ăn rồi. Này bà Tám mà nấu canh không ngót thì ngon tuyệt. Ừ. Toàn Dota đây. Toàn Dota. Đất đầu kia kìa. Kìa. À. Bà Tám chú kìa. Bà Tám chào bà con cái. Yeah. Trên này nó dồn xuống. Đầu kia gì? Ừ đấy, đấy nó dồn xuống. Dồn đến vào góc. Tinh cá rô này đem về để nấu canh rau cải nhá. Canh rau ngót. Rau ngót. Nào. Đấy, nhìn chưa? À, đây có 20 con. Tỏ thế, nhìn. Ừ. Toàn chuối đấy các bạn ạ. Đấy. Toàn chuối ngon. Đây mình ở giống lại can cho các bạn xem này. Uấy, toàn chuối. Chuối ta này. À, mấy con, một con chuối ta đây. Đây, đây hả? Đấy, chuối ta. Ừ. Đấy. Ừ. Đấy. Chà vá nhỉ. Chuối này đúng bằng cuống quyết nhỉ. Kết thúc đầy can rồi các bạn ạ. 2 cân Dota. Mấy cân cà chuối. Cá lóc ạ. Đây, kết thúc video ở đây nhá. Bạn mà thấy hay chia sẻ cho anh em tôi thì kích tiếp.